Vâng, và xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn buộc móc câu. Ở video lần trước ấy, mình cũng đã hướng dẫn buộc móc câu một lần rồi, nhưng mà cái cước của nó bé quá nên là nhiều bạn có thể nhìn không rõ. Hôm nay mình dùng cái móc to hơn và cái cước to hơn nhá. Đầu tiên này, cái để mà buộc một cái móc câu đẹp này, đầu tiên cái cước bạn chập vào như này nhá. Các bạn chập vào nhịn, bạn chập vào như này cho mình. Các bạn để theo chiều của cái lưỡi câu như này đây. Các bạn để như này cho mình. Đây các bạn để như này. Và các bạn xoay lại ngược lại lên. Đây, và cái sợi cước như này thì các bạn bắt đầu quấn một vòng nhá. Các bạn cứ quấn liên tục. Các bạn cứ quấn liên tục 8 vòng cho mình. 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Các bạn có thể quấn 9 10 vòng được nhé. 9 này, 10 vòng nhé. Mình đây quấn 10 vòng. Sau khi đã quấn được như này. Đây, và nó bắt đầu nó thò ra như này nhá. Sau khi các bạn quấn thò ra thì các bạn dùng đầu của sợi cước này này, các bạn luồn vào cái lỗ này. Đây, các bạn luồn vào lỗ này và tay dưới này các bạn kéo sợi cước này, kéo cho bao giờ nó vào kịch thì thôi. Đấy, và đồng thời khi kéo kịch thì các bạn bắt đầu kéo cả hai sợi. Các bạn đồng thời kéo cả hai sợi cho nó chắc nhé. Đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách buộc đầu lưỡi móc câu. Cách buộc móc câu. Đấy, và các bạn cắt sợi chỉ thừa này đi. Các bạn cắt cước thừa này đi. Đấy, các bạn chỉ cần cắt cước thừa đây là được. Đấy, như vậy là đã xong. Và tiện thể đây mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc lưỡi câu. Nó gọi là móc câu tự giật nhé, rất là hay luôn. Đây là một cái móc câu tự giật, mình sẽ mở ra cho các bạn. Đây, sản phẩm này đang rất là hot nhé. Đây chính là móc. Bên trong còn có thêm phụ kiện đấy nhá, cái khuyên này các bạn lắp vào đây. Đấy, các bạn lắp vào đây như này. Và các bạn lấy một đoạn cước. Đây. Các bạn lấy cước này các bạn buộc vào đây. Buộc đây, mình hướng dẫn cách buộc luôn nhé. Mình buộc kiểu thân nút này cũng được. Các bạn cắt sợi đoạn cước thừa này đi. Đây chính là cái móc câu tự giật. Đây. Đây nhá, rất là hay luôn các bạn.
bạn ép cái đầu này vào một chút. Đây các bạn ép đầu này vào một chút. Đấy. Cái này nó còn khá nhạy thì các bạn phải để nó sâu lên một chút như này này. Đây. Nó đang là như này nhá. Thì khi cá cắn câu thì nó sẽ giật cái móc câu này, giật cái móc câu này và nó sẽ bung ra. Đây. Và nó sẽ bung ra. Và móc câu sẽ móc vào mồm con cá. Có nghĩa là các bạn không cần phải ngồi trông cần. Rất là hay luôn. Khi có cái móc câu này rất là hay luôn. Các bạn không cần phải ngồi trông gì cả. Đây chính là cơ chế hoạt động của nó đây. Khi cá cắn thì nó... Các bạn mua hàng thì có thể gọi điện vào số điện thoại của mình nhé. 0333625212. Các bạn có thể kết bạn Zalo với mình. Đây để mình thử cho các bạn xem. Đây nhá, khi cá cắn câu này. Đấy. Sau khi câu xong thì các bạn móc vào như này thôi. Đầu trên này các bạn buộc vào cước để buộc vào cần nhé. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Chúc các bạn có những buổi câu cá vui vẻ. Và các bạn mua hàng thì nhớ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình có video test cái móc tự giật này rồi đấy. Các bạn xem video test móc ở trên kênh của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin cảm ơn.